Ghi nhận từ các vựa thu mua cua ở huyện Nam Căn và huyện Ngọc Hiển, giá các loại cua hiện dao động từ 400.000 đến 800.000 đồng 1 kg. Trong đó, giá cao và hút hàng nhất là cua gạch son với giá 800.000 đồng, với loại con lớn hơn 500 gram. Cua thịt, loại cua đực lớn hơn 300 gram một con, có giá thu mua tại vựa 450.000 đồng 1 kg, tăng 100.000 đồng 1 kg. Cua y tứ dưới 300 gram một con, có giá 300.000 đồng 1 kg. Theo nhận định của các cơ sở thu mua và người nuôi cua, giá cua được đẩy lên cao do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc ổn định. Thời tiết ở Cà Mau những ngày gần đây nắng nóng nên thường xuất hiện bệnh trên cua, dẫn đến sụt giảm sản lượng. Một số nhà hàng quán ăn, chợ đầu mối lớn có xu hướng tiêu thụ nhiều cua gạch son nên lượng cung không đủ cầu, dẫn đến giá cua đội lên. Thông thường sau Tết Nguyên Đán thì giá cua sẽ giảm mạnh và trở về mức giá khoảng 200.000 đồng đối với cua thịt và khoảng 350.000 đồng đối với cua gạch son. Tuy nhiên, từ sau Tết đến nay, giá cua vẫn giữ ở mức cao, làm cho nhiều người nuôi cua ở Cà Mau phấn khởi, chuẩn bị cải tạo ao đầm để thả giống.